tay phải của em bị như là rất là yếu, khó nghe. Rồi, anh mấy tuổi? Mấy tuổi? Dạ 34. Học ở đâu? Làm ở đâu? Dạ làm ở ở đây. Thì cũng nghe được. Nghe được. Mấy tiếng? Rồi, anh đi xa thử em. Rồi anh đứng xa thử anh nói chuyện thử con nghe không? Nhà ở đâu? Nhà ở đâu? Rồi, rồi bây giờ sao rồi? Dạ em có sự giúp đỡ của chú ấy, nên tay cũng nghe được chút hơn. Nghe được chút rồi, giờ em bịt cái tay bên trái đi. Rồi, bây giờ anh Thái nói với coi có nghe được không? Anh có vợ con chưa? Em 34 tuổi. Hey. Rồi đứng nói đi. Có rồi. Con chưa? Dạ chưa, có vợ chưa có con. Được. Nhà ở đâu? Nhà em ở Minh Trình. Rồi được rồi, cảm ơn em. Rồi cho anh đàn pháo tay. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.